Thưa quý vị, nhân dịp Đảng Nhân dân Mông Cổ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Mông Cổ khóa 9 ngày 28 tháng 6 năm 2024, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng đến Ngài Lobsang Namsurai Owin Odener, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ.